nói đi và sau đó chúng tôi có bên chúng trong tôi có đó. một cái nhỏ ở đó, đó chỉ là một khoảng cách phê ban giảm giá tiêu chuẩn Và nếu bạn nhìn ngay tại đây, tôi đang chú ý đến bức này của bạn. Giao dịch mà bạn muốn xem, nó có khả năng đánh đổi cái này không? KHONG chống cũ ở đây, Được rồi, vậy bạn sẽ chụp màn hình ngay tại đó. Vì vậy những gì chúng tôi có là đảo ngược khoảng cách phê ở Trong khoảng cách phê giảm giá. Đó là một mô hình rất rất đẹp. Khi bạn có khuynh hướng định hướng dẫn đến việc chạy theo hướng đó. Chúng tôi có một khối lạnh giảm giá mà nến ở đây vì nó có cận cảnh cao nhất so với cái này. Đừng nhìn vào cái này. Đó và là khối lạnh giảm giá. Nó là cái này. Nó ở bên trong khoảng trống Fairway đây. Và nó cũng được giao dịch thành Fairway đảo ngược. Đến đó, chìa khóa là xem bức này đổi lấy nó ở đây. Nếu đó là Paris, nó sẽ làm gì cụ thể hơn? Nó sẽ không làm gì. Nó sẽ không chạm vào điểm giữa của khoảng cách đó hoặc bức. Đây là những gì chúng tôi có ngay tại đây. thấy rằng giao dịch lên nhưng không chạm vào điểm giữa, vậy là yếu hay mạnh. Yếu đến ngọn nến tiếp theo, bạn có thể mở các giao dịch với khối lượng giới hạn. Đó có thể là một lối vào đây. Thấy điều đó để tất cả những quan sát nhỏ này, đây là tất cả đây là những gì bạn đang làm trong khi bạn đang xem giá. Bạn có ra thể bạn đã từng nếu bạn là những người khác, nó không phải là con trai tôi mà tôi đang đề cập đến Sinh viên khác bây giờ. hoặc người xem bình thường hoặc những người lắng nghe nói, bạn biết tôi đó là băng đọc băng đọc là gì? Đây là băng đọc, đây là những điều bạn làm. Trong khi bạn đang xem giá, bạn không nên xem những người phát trực tiếp. Nếu bạn không có giao dịch, nếu bạn có giao dịch, sau đó chắc chắn bạn biết xem chúng và thích xem nó. Nhưng bạn đang lãng phí thời gian của mình. Theo nếu bạn không xem video của tôi để học những thứ này mà bạn muốn tự mình làm việc. Sau đó bạn đang lãng phí thời gian của bạn, bạn. sẽ không học cách xem video của tôi. Tôi được. hứa với bạn, tôi không quan tâm bạn xem chúng bao nhiêu lần. Bạn sẽ không biết làm thế nào để làm điều bởi đó. Bởi vì bạn không biết bạn đang làm gì. Bởi vì bạn chưa thực hiện bất kỳ công việc phòng thí nghiệm nào. Bạn đã không đi vào đó và và đặt mình trước bảng xếp hạng và thử nghiệm mọi thứ và tìm kiếm nó. Bởi vì bạn không muốn thấy nó thất bại hoặc bạn sợ nó sẽ thất bại. Vì vậy, bạn thậm chí không bận tâm. Nó giống để làm như bạn đó. Bạn để mọi thứ khác xung quanh bạn ảnh hưởng đến bạn và nó ngăn bạn làm chính công việc và đây là công việc đây là công việc mà bạn phải làm đây có lẽ là nhiều tiền hơn bạn từng trong kiếm trong giao được, dịch nếu bạn lấy nó bằng tiền thật và đó là bởi vì đó là thứ mà bạn không muốn làm điều đó đó chỉ là sự lười biếng nếu bạn tin người khác ý kiến của người khác về tôi hoặc bất cứ điều gì thì thì tại tôi sao sẽ... bạn lại xem video tại sao phải bận tâm bởi vì bạn đang chờ đợi để làm cái cho nó đó, đó là dễ dàng tại sao và đây là phần làm Cuối cho cùng nó bạn dễ dàng phải có mặt trong bảng xếp hạng bạn đang làm nó phá bỏ sự kém hiệu quả này ở đây lấy lại phản ứng và nếu chúng ta lấy sự đảo ngược này cho một khoảng trống điều này có thể trở thành một điều ngu ngốc được khai hoang họ phải đối xử với nó quay lại và chạm vào và nó và sau đó chúng ta có thể tìm kiếm ở đây và ở đây nhưng sau đó bạn đang chờ đợi ổn vì vậy nó, đó là vấn đề, chỉ đơn giản là tìm kiếm những Cái thứ đó nhất định. Bạn có thể không cần họ, bạn không yêu cầu họ làm, nhưng họ có thể cung cấp một phản ứng nhất định về giá. Điều đó có thể được mong đợi một cách hợp lý, nhưng bạn muốn bắt đầu với ngưỡng thấp nhất của những gì bạn đang hướng tới cho những gì bạn đang cố gắng làm tốt, ngọn nến này và bước đó ngay tại đây. Đó là 10 tay cầm và đó là một quan sát ngưỡng thấp thực sự dễ dàng và sau đó những gì bạn làm là khi bạn nhìn thấy ailer bạn nói ổn bây giờ nếu đây sẽ là một giao dịch mà bạn sẽ có đáng tin cậy vì nó trở thành một phần của mô hình bởi vì bạn, một cái gì bạn đã đó mà. thấy đủ ví dụ về điều đó tôi biết rằng nó có khả năng giao dịch các mức này ở đây nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở và nó cho tôi thêm một chút nước trái cây ra khỏi quả chanh đó nhưng sau đó bạn sử dụng nó như một và bạn nhắm đến thứ gì đó ở mức giá này hãy chạy ở đây. Tôi đã nói về điều này. Tôi không biết bây giờ mới 3 tuổi, nhưng tôi đang nói về nhà tạo lập mua thị và trường. bán mô hình. Và khi bạn đang giao dịch trong phạm vi, bạn tìm kiếm tất cả các mức thấp ngắn hạn ở đây. Bất cứ thứ gì số ít hoặc tương đối bằng nhau và hoặc bất kỳ sự kém hiệu quả nào. Và đó là những gì bạn có ở Thị đây. trường giao dịch với nó trên đường chạy Vì đó. vậy bạn có thể lấy cái này. Và đó sẽ là ga cuối cho bạn bất kỳ một trong những cấp độ khuyến khích hậu quả hàng đầu hoặc thấp cái nào dễ lên đỉnh nhất vì vậy đó là cái bạn sử dụng lớp bạn không yêu cầu rằng nó đi nửa đường bạn không yêu cầu rằng nó bạn luôn không yêu cầu thấp. nó giao nó? dịch thông qua chỉ cần tìm ngưỡng dễ nhất của có lợi nhuận nếu đó là một giao dịch mà bạn đã tham gia và nếu bạn bắt đầu như vậy và bạn chỉ để nó xây dựng và xây dựng và xây dựng phản ứng đó ngay từ dưới cùng của điều đó với các cơ quan đó là khá Nó cũng một lần nữa khai thác vào khoảng trống đó ở đây, hãy để tôi vẽ nó bằng đường thẳng để nó ở lại. Trực quan được chứ? Đó là màu sai. Tôi xin lỗi nếu điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn làm nổi bật nó, vì đó là một khoảng trống. Chỉ cần giữ nó như thế này. Nó đã được sử dụng kể từ khi tải xuống mơ. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang ở dưới thành viên. Cái này ở đây đó. Ở đây để xem nó có muốn chạm vào nó một lần nữa không và nó có phản ứng với điều đó không và cố gắng đi xuống dưới mức thấp này. Hay nó giao dịch trở lại phía trên nó và coi nó như một hỗ trợ và sau đó tập hợp trở lại và tham gia vào khu vực này. Bây giờ nếu nó, nếu bạn chưa nghĩ về điều này, và vì chúng tôi đang xem biểu đồ một phút, sẽ có một thời gian trong tương lai, rằng bạn sẽ có thể ngồi xuống trong khung thời gian này và chụp 10 hoặc 15 tay cầm đi lên. 10 hoặc 15 tay cầm đi xuống 10 hoặc 15 tay cầm đi lên có thể thua trong một hoặc hai lần bắt. 10 đến 15 tay cầm đi xuống có thể mất thêm một 10 đến 15 xử lý. 10 đến 15 xử lý, 10 đến 15 xử lý mất 10 đến 15 xử lý. Không mất, phải là bạn mất nhiều nhưng bạn có khả năng giao dịch. 5 6 8 có thể 10 lần trong một ngày. Và trên khung thời gian một đó không phải là giao dịch quá bởi vì có rất nhiều cơ hội mà bạn có thể giao dịch và sau đó bạn có thể kiếm được 100 điểm. 100 tay cầm trong một ngày ngay cả khi phạm vi không di chuyển, một trăm tay cầm từ dấu hiệu cao đến chậm thấp. Và bạn muốn sự tự tin, đó là sự tự tin, bởi vì nếu bạn có thể làm điều gì đó như thế, bất kỳ nói bất kỳ thời gian nhất định, mà bạn ngồi xuống và nói, ừm, tôi không quan tâm đến những gì biến động, sẽ nó có thể ra không phải ngày. là một ngày phạm vi vì vậy rất tôi lớn sẽ đi vào, và tôi sẽ trinh sát. Vì vậy tôi sẽ tìm kiếm những thiết lập nhỏ mang lại cho tôi biến động giá cả hợp lý. Đặt lạnh giới hạn ở 10 hoặc 15 tay cầm dựa trên những thứ mà chúng tôi đang tìm và kiếm và sau đó ngân hàng lấy nó sau đó, khi nó hoàn thành. Di chuyển sang bên giãn và chờ đợi một cái khác. Nó rất vui. Nhưng nếu bạn nhìn vào nó như tôi phải làm điều đó hoặc tôi muốn làm nhiều hơn thế ở một điều gì hợp lý cho trình độ kỹ năng của tôi, bạn đang mời tất cả những kích thích bên ngoài này vào đây. Và bởi vì sự tiến triển tự nhiên của việc trải qua những Họ điều không này. không phải lúc nào cũng phản hồi ngay lập tức và điều đó tích cực nhạt bạn, không làm cho bạn luôn cảm thấy. Nhưng đôi khi nó giống như ông. tôi nghĩ rằng tôi đã nó nhìn không thấy có ở một đó. cái gì đó. Vậy tôi ở phải đó. làm gì bây giờ? Bạn đi đến cái tiếp theo, bạn đi đến cái tiếp theo, bạn đi đến cái tiếp theo và bạn, bạn đang hoàn toàn giải mẫn cảm với kết quả. Nếu bạn sợ nếu bạn sợ mất, bạn phải ra ngoài và bạn phải thua bạn phải làm sai và bạn không muốn làm điều đó với một thậm chí không có tài khoản trăm đô la thậm chí không với một lon tôi trăm năm mươi đô la sự được bạn đã học tất cả các bài học sai và bây giờ họ sẽ có vấn đề với bạn và bạn có thể nói dối và nói với công chúng họ theo dõi bạn trên tài khoản mạng xã hội của bạn và không có những vấn đề đó giao dịch trực tiếp làm điều đó trước mặt mọi người và bạn sẽ thể hiện cả mọi người mà bạn có những vấn đề đó vì thế để tránh tất cả những thứ đó là không có nó ngay từ đầu. Đừng giữ mình vào một tiêu chuẩn mà bạn phải có. Tỷ lệ tấn công cao, nếu bạn mới bắt đầu học hoặc nếu bạn vừa trở nên nghiêm túc, hãy nói theo cách đó, nếu bạn mới bắt đầu học làm thế nào để trở nên nghiêm túc về việc học ra. và bạn đang sử dụng tôi như một, như một phương tiện giúp bạn làm điều đó. Sau đó nhắc nhở bản thân rằng bạn không cần phải có tỷ lệ tấn công cao, đó là một dấu hiệu cho một người đã làm một thời gian dài, lâu rồi làm gì? Có một mô hình mà họ tin tưởng nhất, rằng họ có thể, họ có thể thấy nó hình thành mỗi ngày. Một mô hình có thể hình thành mỗi ngày là gì? Như những gì nó là một giao dịch được thiết lập một cái gì đó như thế trông như thế nào, tốt khi thị trường đã chạy rất rõ ràng. Đến một cấp độ quan trọng mà bạn đang mong và sau đó nó bắt đầu bị hỏng và có một sự kém hiệu quả rất rõ ràng hoặc tương đối thấp đang chơi và có thời gian trong ngày cho phép thị trường hoạt động và cung cấp trên cơ sở đó. rằng thiết lập đó có tiêu chí mỗi ngày. Và bạn có thể tìm thấy nó, trên bạn biểu đồ có thể đồ tìm một thấy phút nó trên biểu đồ, bạn đồ 30 giây. Bạn thấy nó trên biểu đồ 15 giây. Vì vậy có một cơ hội cho bạn. Khi bạn biết mô hình của mình để giao dịch mỗi ngày, nhưng đó là một sai lầm và bất kỳ ai giả làm cố vấn, điều đó nói với bạn rằng bạn nên kiếm tiền sai mỗi ngày. Đó không phải là bài học mà các nhà giao dịch mới nên được đưa ra rằng bạn không cố gắng kiếm tiền, bạn thậm chí không biết bạn đang làm cái quái gì, bạn không biết những gì bạn đang mong đợi để xem. bạn em không có ý tưởng, không có ý tưởng và bạn không biết những gì người đang giả vờ là một người cố vấn. đang thực sự cố gắng giao tiếp. Họ sẽ nói về nó sau. Họ sẽ chỉ ra điểm xe lên sau đó nghe có vẻ khoa học nghe có vẻ trí tuệ nhưng nó không được đưa ra trước vậy nó có thực sự là tầm nhìn xa đó là kiến thức thực sự hay nó chỉ nghe có vẻ thông minh sau khi nó rõ ràng trong biểu đô nghĩ về có một có một cuộc nói chuyện của ad mà tôi phải tìm nó ngay bây giờ nó vừa mới nghĩ đến đó là một cuộc nói chuyện tuyệt vời của ad đó là một chàng trai trẻ anh ấy bước ra đó và anh ấy đang đeo kính và anh chàng mọt sách điển hình. Và anh ấy bắt đầu nói về không có gì thực sự. Nhưng có vẻ như anh ấy đang nói về điều gì đó thực sự hấp dẫn và cách cư xử và cách giao hàng của anh ấy và giọng điệu của anh ấy và những khoảng rừng của anh ấy. Và sau đó anh ấy kết thúc, điểm nhấn, một số khía cạnh của những điều anh ấy đang đề cập đến. Và sau đó, anh ấy đi bây giờ những gì tôi vừa làm, tôi đã nói, và tôi thực sự không nói gì. Và sau đó, nhưng bạn có vẻ như bạn đang học được điều gì bởi đó, vì gì tôi, tôi đang nói tôi đang nói như thế nào trong giao hàng và tôi đang đeo cặp kính này và họ chúng không thậm chí trong giống như anh ấy đưa ngón tay của mình đó là qua một bài nào? thuyết trình thực sự tuyệt vời bởi vì nó bắt đầu như u chàng trai trẻ này sẽ nói về điều gì và nó hấp dẫn và anh ấy đi xung quanh anh ấy mang bản thân như ngôn ngữ cơ thể mọi thứ và về cơ bản đó là những gì một quảng cáo thương mại làm và điều duy nhất đó là điều quan trọng là bạn nhận thấy là sản phẩm mà họ đang đứng cạnh nhưng họ đang nói và họ đang nói về rất nhiều thứ và họ thực sự không làm gì cả. Họ không nói gì cả và tôi đã thấy điều đó rất nhiều với những người phát trực tiếp. Tôi đã thấy điều đó với những người giả vờ biết, họ và dạy và họ không thực sự dạy. Họ không thực sự dạy và bạn có thể nghe thấy những gì họ đang dạy là hoàn toàn ngược bởi vì họ sẽ nói rằng bạn phải giao dịch mỗi ngày, họ sẽ nói mỗi ngày là một ngày chiến thắng, mỗi ngày là một cơ hội để giao dịch bằng tiền thật hoặc bạn không thể học cách giao dịch chỉ khi bạn giao dịch bằng bản phải có làn da trong cuộc đua tốt. Bạn biết bạn đã làm gì khi làm điều đó. Bạn đã nhân thêm mức độ chắc chắn rằng sẽ khó hơn để học nó bởi vì bây giờ bạn đã thực hiện một phản ứng đau đớn hoàn toàn là kết quả. Bởi vì bạn sẽ giao dịch bằng tiền thật bất kể nó là bao nhiêu nếu nó ít hay không và bạn sẽ có một kết quả sẽ không thuận lợi và sau đó bạn sẽ hối tiếc về tôi ước tôi sẽ không bao giờ làm với bởi tiền vì bây giờ khoản lỗ nhỏ 25 đô la đó trong khi nó không đáng kể nó có thể tốn nhiều tiền hơn ăn chạy bạn từ đi đến đã qua sau đó nhận khoản lỗ 25 đô la đó, Nhưng khoản lỗ 25 đô la đó sẽ giống như một sữa hai hàm răng, bạn sẽ tiếp tục lấy quay lấy lại với nó. Bạn, ước bạn có một trong những chỉ những nhà thứ khoa để nhỏ nó đó. ra, nó sẽ làm khổ bạn cả ngày và dài và bạn sẽ muốn làm gì với nó, không muốn sửa nó đúng. vậy làm thế nào để bạn làm điều đó? thực hiện một giao dịch khác và bây giờ là 50 mất mát trong ngày là có. Bây giờ bạn đang tức giận. Tôi ước mình sẽ không bao giờ bắt đầu với một tài khoản, tài khoản tôi sẽ biết nó là gì. Tôi đã cố gắng làm theo cách đó. Chán tôi nàng. thấy nó hình thành. Nếu nó rõ ràng, tôi, tôi sẽ thấy đúng. nó. Và sau đó bạn cố gắng sửa chữa nó một lần nữa. Và bây giờ, tài khoản 150 đô la mà bạn thân muốn bắt đầu. Có 50 đô la trong đó. Không tính hoa hồng. Nhưng này, Bây giờ là 11 giờ sáng, có nhiều thời gian để lấy lại. Vào đó thôi, chỉ có 100 đô la Mỹ 100 thôi. Ai quan tâm đến tôi chỉ mất có thể, nó, tôi chỉ có thể bổ sung nó. Đó là tâm lý sai lầm. Đó là tâm lý sai lầm. Nhưng đó là những gì đang diễn ra, đó là những gì tiếp tục lặp đó là những gì cố vấn ngoài kia. Điều đó không nên cố vấn thúc đẩy những suy nghĩ đó. Chúng cho phép bạn có cùng quan điểm đó. và mọi người trả tiền cho họ. Mọi người trả tiền cho họ vì logic thiếu sót đó. Vì vậy, chúng tôi đã có nhiều lần thử ở đây tại thay cũ ngày đó. Chúng tôi đang ở bên trong nó với các cơ quan. Điều duy nhất chúng tôi đã làm là làm việc thành một cả cả sự này. thứ này. Hành động giá giới hạn phạm vi, vì vậy nếu chúng ta đo lường điều đó từ đây, sau đó ở đó chúng tôi đánh đổi nó ngay lập tức thành cuộc sống vì vậy đăng. chúng tôi đã có khoảng cách này được giao dịch với không hoàn toàn đi xuống. tôi đang xem để xem liệu nó có đã chạm không vào làm điều không. đó nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên Và xem liệu cũ đó chúng ta ở đây. có thể hãy chạm để vào tôi nó giải quyết vì đã đi một cấp độ mà tôi không muốn bạn tập trung vào vì đến đây đây là những gì tôi muốn thấy vì vậy chúng tôi có điểm giữa biết này của điều đó tôi thích nhìn thấy nó đi qua một chút và chạm vào khoảng trống này và sau đó phản hồi cao hơn một chút không có gì ở đây cho sự kém hiệu quả vì vậy nơi chúng tôi đang ở nó cho thấy rằng nó có thể sử dụng điểm tham chiếu cũ này ở đây giữ cơ thể bên trong nó giữ một cái đuôi nhỏ ở đây tốt rồi tôi nên lấy đầy nước khi tôi đưa mình xuống đây, vào đây với nửa chai nước. Tôi muốn nhìn thấy ngọn nến đó. Có cơ thể bên trong khoảng trống đó. Điều đó sẽ rõ ràng hơn, hơn những gì nó đã làm ở đây. Bây giờ tôi muốn bạn nghĩ về chụp ảnh màn hình hành động giá này vì nó ở ngay đây, bạn làm cho nó tốt hơn một chút. Như vậy được rồi, bây giờ hãy thành thật nhìn vào điều này. Bạn có thấy đôi chân bốc đồng rất rõ ràng đang đi lên không? để lại một bài hát kém hiệu quả trong đó như một hội bạn chợ, có thể có một mức thấp nhất trong ngắn hạn và sau đó nó chạy đến một mức rõ ràng và sau đó giảm xuống với một mức thoái lui tốt giao động giá chỉ có một khoảng cách giá trị hợp lý duy nhất và sau đó bỏ chạy nhanh chóng thấp hơn đến mức rõ ràng họ phản ứng và giao dịch cao hơn nếu bạn không thấy điều đó đó là dấu hiệu cho thấy đây không phải là ngày bạn tiếp tục đẩy rất mạnh và đó cũng là một ngày mà bạn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Niềm tin đằng sau những gì bạn đang cố gắng tham gia. Ngay cả khi bạn chưa có mô hình của mình. Linh hoạt với nó. Tôi thích điều đó ngay tại đó. Xem ngọn nến này nửa chừng ở đây. Muốn xem nó có muốn chạy lên cao như vậy không? Nếu nó hết và đạt mức cao tôi này, tôi muốn thấy tốc độ đưa chúng ta vào khoảng trống này. Nó là màu đỏ ngay đó. cao đến mức này. Nó đã được đưa ra. Điểm tham chiếu tiếp theo là ở đây. Đó là khoảng cách cũ và sau đó chúng tôi, tôi có thể thay khoảng. trên mức cao đó. Ngay đó nên tôi sẽ không giữ những dòng này ở đây. Tôi sẽ chỉ sử dụng dòng đó. Họ sẽ mất một thời gian rất ngắn. Tạm biệt con trai. Chúng ta sẽ cởi cái này ra. Chúng tôi sẽ mở rộng điều này ra. Bạn không giao dịch nó, bạn đang xem nó. <laughs> Người đàn ông tôi không biết làm thế nào vợ tôi ngồi trên chiếc ghế Nó trông thật tuyệt trong cửa hàng. Đó là một cái um nó là gì? Nó được gọi là bao tải tình yêu. Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì về nó, nhưng tôi không yêu nó. Tôi thực sự trượt như trượt trượt như trượt xuống trong đó. Nó thực sự không thoải mái, những thứ trên đó thật thoải mái. Nó thật mềm, nhưng nó thực sự không thoải mái chút nào. Được rồi, vậy một, một lần đi du nữa, nữa, lịch bên trong khoảng trống cũ ở đây. nhiều chuyển động qua lại nhưng không thực sự ý tôi là có sự di chuyển nhưng không nhiều. có gì phải phấn khích khủng khiếp vì vậy hãy nghĩ về điều nó này nó giống như nó đã tìm thấy đường đến đây nhưng nó rất nhiều, lại, rất nhiều qua lại rất nhiều qua lại rất nhiều qua lại nó có thể được điều trị vâng nhưng nó rất rất khó nó sẽ không phải là một cái gì đó mà bạn sẽ muốn làm như của bạn đây là mô hình của bạn đây không phải là sự lựa chọn của bạn Nếu gợi ý tưởng hoặc loại môi trường bạn muốn một cái gì đó, thực sự tốt nó chạy mà, cao và hơn, sẽ đi đến một rõ ràng mức độ thực thực sự, rõ ràng, kéo ra khỏi nó và bạn không thấy điều đó ở đây. Có sự kém hiệu quả ở đây, có những mức cao và thấp trong ngắn hạn ở đây, nhưng bạn không có điều đó rõ ràng, nó muốn đi bên này hay bên kia. Và bằng cách thích nếu bạn chụp ảnh, tôi sẽ nói điều đó sớm hơn, đã không hoàn thành tuyên bố của tôi, chụp một bức ảnh về nó, giống như nó ở ngay đây. Và đây không phải là một thị trường sạch nó không phải là một thị trường sạch mà là một mức độ khó khăn cho một người không có nhiều công cụ hoặc kinh nghiệm bạn có thể bị cắt nhỏ ở đó thường là loại ngày mà bạn sẽ thấy người phát trực tiếp hoặc những người đang trò chuyện họ sẽ nói tôi bị chặt rất tệ hoặc thị trường chỉ chặt tôi hoặc tôi vừa bị đánh hôm nay nó chỉ là điều kiện thị trường tào lao kiểu đó điều này thường chỉ ra những gì họ đang đề cập đến so với những ngày mà nó thực sự, thực sự rõ ràng, thực sự, thực sự, thực sự rõ ràng. Ngay bây giờ chúng tôi đã có đảo ngược bởi khoảng trống được xử lý ở đây. Khoảng trống mà chúng tôi đã chú thích trước đó, cũng làm việc bên trong đó. Một lần nữa chúng tôi chạm vào nó, chúng tôi, tôi coi là có mặt tế bào nằm ngay dưới mức thấp này cao đã được thực hiện ở đây. Vì vậy không có gì ở đây mà tôi thích ngoại trừ một ngọn nến duy nhất. Nó cân bằng với ở đây. Vì vậy chúng tôi có cái này ở đó. Vì vậy chúng tôi có giá đóng cửa này ở mức cao đó. Giá đang quay đi quay lại nhiều lần ở đó. Vì vậy đó là lý do tại sao. Tôi bạn muốn nhận đó được là lý do đó. đó tại sao tôi, tôi muốn thấy nó mở điều đó. Thông qua vì đây là sự cân tôi bằng chợ hàng không có tốc độ. Chúng tôi trôi trở lại thấp hơn. Bây giờ chúng tôi đã cho thấy những cơ thể tôn trọng cái nào ở đây cũ đó. Vì vậy, cái tiếp theo bạn có thể bắt đầu theo dõi là chúng ta có sử dụng Wick Breton ở đây, không? Và mức thấp của khoảng cách cũ đó, cố gắng chạy dưới mức thấp đó. Chết tiệt. Hôm nay là thứ sáu. Chúng tôi đã có mức thoái lui 20% trong tuần. Và chúng ta đang thấy hành động giá lờ đờ. Vâng, 15 phút nữa là buổi sáng kết thúc. Và sau đó chúng ta sẽ nhập macro, giờ ăn trưa. xem nó quay đi quay lại như thế nào. Qua lại không mục đích, nó không cố gắng làm bất cứ điều gì. Cái này được cắt đi cắt lại, qua lại. Bằng cách có kỹ năng đó, ảnh chụp màn hình như thế này và xác định thị trường này trông như thế nào. Ngược lại khi thị trường không có ngày hôm qua. Ngày hôm qua hoàn toàn khác um. Môi trường thị trường nơi nó chỉ là một mặt như một đoàn tàu đường sắt giống như một đoàn tàu đang đi một hướng. Bạn thực sự không thể điều hướng qua lại lên xuống. Lên xuống, lên xuống cả ngày trong loại môi trường đó nó chỉ tránh ra. ở bên phải giữ nó và tránh xa đó là tốt hơn cách tiếp cận để giao dịch loại này vậy đó, nếu bạn không vào trước mất khi mất nó bắt đầu di chuyển đó, chút nào và bạn thấy nó bằng cách này tiếp tục nhấn cao, cao hơn, hơn cao hơn mà không có sự thoái lùi thực và cái bẫy là để bạn đuổi theo nó và bạn sẽ tìm thấy bằng cách làm điều đó, bạn cuối cùng bị đánh bại, bạn sợ hãi nó, và sau đó nó sẽ không, sẽ không vẽ ra cho bạn. Bạn muốn một ngày có sự biến động thực sự tốt đẹp, không cần phải quá biến động, nhưng nó phải di chuyển, và tách biệt nơi chúng ta đã quay lại, và hành động giá ra xem nó được thực hiện như thế nào ở đây. Chúng tôi đã đi trên mức cao này ở đây, hợp nhất một lần nữa, và điểm giữa của sự hợp nhất này. Sau đó chúng tôi thử giao dịch nó lên, và sau đó quay trở lại giao dịch nó trở lại, giao dịch nó trở lại. Tất cả những điều này là một. Đó là dấu hiệu của một ngày, sẽ không dễ dàng. Nếu bạn là người mới, để xem thị trường sẽ đi đến đâu, nơi nó nên được an toàn, không mong đợi nó giao dịch trở lại một mức cụ thể và cách đóng khung nhiều thiết lập. Bởi vì nó là một phần của rất thích. Từ thoát khỏi tôi, tôi biết khi tôi đóng chuỗi sau ngày hôm nay, tôi có thể sẽ lái xe ở đâu đó, và tôi sẽ giống như đó là những gì tôi nên nói đây tôi là nên với nói điều này mấu chốt thực sự của những gì tôi đang cố gắng nhấn mạnh nó chỉ có nghĩa là chúng tôi đang thấy rất nhiều sự nó thiếu lại. quyết đoán ở đây nó là nó thiếu quyết đoán nó không vội vàng để đi đến bất cứ đâu và bạn không muốn giao dịch đặc biệt là với rất nhiều tần suất trong một ngày như hôm nay không phải là bạn không thể kiếm tiền không phải bạn không thể tìm thấy thiết. không phải bạn không thể bạn có lợi khi làm điều đó bạn chỉ một lần bạn làm điều đó bạn muốn hoàn thành nó khi bạn đến đó ở phía nam nhỏ ở đây được rồi vì vậy chúng tôi đã có các cơ quan trên chân phải này chạy lên cơ thể ở bên trong. Không thu hẹp trên khoảng cách cũ đó, chúng tôi đã không xuyên qua cao như vậy. Chúng tôi có nó thấp ở đây. Chúng tôi có một mức thấp ở đây. Và chúng tôi đã xuyên thủng khối từ chối ở đó. Vì thế, chúng tôi có dấu hiệu ban đầu về khoảng cách vịnh công bằng ở đó. Tôi muốn thấy điều đó luôn mở. Nếu nó có thể mở và giao dịch dưới mức thấp này, sau đó tôi nghĩ chúng ta có thể khám phá. Đằng này, nó có thể chạm vào nó và trao và đổi vẫn làm điều đó nếu nó muốn giảm xuống. nhưng vì lợi ích của nhận dạng mẫu, ai lật và tìm kiếm những khoảng trống muốn mở để có cơ sở xem các lần chạy dài hơn. Nếu nó vẫn mở ở khu vực nhỏ này ngay tại đây, nếu nó hoàn toàn đóng cửa, nó ít có khả năng hơn nhưng vẫn có thể xảy ra nếu nó giảm xuống dưới mức thấp này. Chúng ngày. ta có thể thăm lại khu vực này ở đây bởi vì đó là mức thấp nhất trong ngày và có rất nhiều thanh khoản trên đó. Rất nhiều người đã mua ở đây và tất cả thông qua đây. Họ đã muốn điều này tăng cao hơn. Và mỗi khi nó làm tất cả những thứ này, nó gây ra cho bạn. Thất vọng cho họ. Và nếu nó sẽ đi xuống đó, nếu nó hạ thấp thế này, tôi muốn thấy nó làm điều đó khá nhanh. Trong khi bất kỳ lúc nào khác, điều này sẽ là chạy thanh khoản kháng cự cao. Điều đó nghĩa là gì? Bởi vì chúng tôi đã viết ra nhiều lần xuống xuống và cuối cùng gửi nó cao hơn. Thường thì đây là một khu vực khó để vượt qua. Nếu nó sẽ bán tháo vì bản chất đó, vì nó đã được sử dụng rất nhiều lần được. Và sau đó bạn đã có đỉnh của sự hợp nhất. Vì vậy nó có rất nhiều dòng lạnh diễn ra ở khu vực cũ này. Nhưng bởi vì chúng ta đang bước vào một thời điểm ở đâu bất cứ điều gì đã xảy ra vào đầu ngày. Ví dụ như 7 giờ phút sáng, đến 11 giờ 30. sẽ đến sau 11 phút hoặc lâu hơn. Đây là điểm thanh khoản được đóng khung trên đó. Phần đầu tiên của phiên, hoặc ngày bằng cách nào đó, phần lớn tiền ở đâu, và được thực hiện trên những gì dài trên thị trường hoặc ngắn hạn. Chúng dài nhất. Giao dịch có lợi nhuận đang diễn ra ngày hôm nay. Nó dài họ là những người đang nắm giữ chiến thắng vé giải nhất cho ngày hôm nay vì vậy nếu đó là sự thật và giờ ăn trưa sẽ chạy chống lại những gì đã chơi giống như một sự thoái lui giữa trưa nhưng những khoản thu hồi giữa trưa này đôi khi có thể đảo ngược giữa trưa cho cả ngày hoặc tuần ổn vì vậy những gì tôi đang nói là vì có vào thứ sáu bởi vì nó là thấy rằng vâng chúng tôi đã biểu tình nhưng nó đã có một thời gian thực sự khó khăn để tìm ra giải pháp và nó kéo và... tăng lên không có nghĩa là họ không thể bắt được nơi nó ở ngay bây giờ điều hơn. này đi lên và tiếp tục đi lên đó luôn là một đó là một điều chắc chắn luôn có khả năng xảy ra và đó là lý do tại sao chúng ta phải dừng lỗ nhưng nếu chúng ta có thể xác định nơi dừng lỗ vào đầu ngày khi chúng tôi đi ăn trưa vì thực sự không có thực sự không có mức thấp nào ở đây bởi vì nếu nó sẽ đi đến đây tôi trong nghĩ tâm nó có thể giao dịch dưới đây điều gì sẽ ngăn nó đến đây tôi muốn thấy nó đến đó nếu nó giao dịch mạnh mẽ dưới mức thấp này và tăng tốc và đi dưới mức đó trong khi đây là cái đẹp hơn bởi vì nó đưa tất cả mọi người vào ngày đó là sự kiện tàn sát tối đa nếu nó được giao dịch dưới mức thấp này và có một số tốc độ ở mặt trái, tôi sẽ không xem khu vực này như một kháng cự cao, thành khoản chạy, bởi vì tôi sẽ có lợi khi có. Hôm nay là thứ sáu, đó là một tuần tăng trưởng mạnh kể từ thứ hai tuần trước. Chúng tôi đã có hai thực sự lớn, các cuộc biểu tình cứu trợ quái dị diễn ra trên thị trường, bởi vì Trung Đông không bùng nổ và chúng ta có nhược điểm hơn nữa. Giống như chúng ta vẫn có thể thấy mức giảm 30% trong tuần, và điều đó sẽ không thay đổi sự tăng giá cơ bản của những gì có thể đang chuyển động. Vậy vào. nó không giống như Âu. Bạn đang kêu gọi quá sâu về một y cơ tờ không Thích không. Lại. Nó không thực sự. Nó rất tốt. Sẽ tốt cho sức khỏe. Nếu thấy mức thoái lui 30% có gì sai với điều đó? Nó không thay đổi hướng cơ bản. Thị trường tôi không cố gắng chọn bên phải hàng đầu nên. Nhìn vào cái nhìn vào um chỉ cần qua lại nó ở đây. Giống như chúng ta xuống đây, chúng ta chọc nó bằng và sau đó chỉ quay lại những ngọn nến này cứ trồng lên nhau. Để tiếp tục trồng chéo nó giống như một hàng rào. Mọi đây. thứ thực sự gần giống với trước đây. Bạn nhặt nó trong hàng rào mà bảng. Tờ tờ cả chúng đều gần giống nhau. Chiều dài và chiều cao hơn cái tiếp theo là đó là một ngày, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một ngày rất, rất thoải mái khi ở mức giá nó ở điều đó nghĩa là gì nó có nghĩa là thực sự không có bất kỳ mất cân bằng hoặc không hiệu quả đó là đáng chú ý là khiến thị trường muốn đi bất cứ đâu theo một hướng khá nhanh vì vậy bạn phải đợi những chuyển vị đó một khi chúng xảy ra trong hành động giá, sau đó bạn có tốt, bây giờ bạn có một cái bạn gì có đó, có sự kém hiểu đo lường, nó hoặc là một khoảng cách cao hơn, nó là một khoảng và cách và sau đó bạn đo lường cách giá phản ứng với nó. Một khi nó giao dịch trở lại sự kém hiệu và nó mách nước, nó nói với bạn rằng ổn. Tôi có khả năng sẽ tiếp tục đi theo hướng của khoảng cách đó, tôi sẽ đi vào khoảng trống đó, chỉ để làm mơ nó. Và bây giờ tôi sẽ đi theo hướng khác. Có khoảng cách mà tôi đã nói rằng tôi muốn thấy nó vẫn mở. Nó đập xung quanh đây và bây giờ chúng tôi đang giao dịch ngay tại Vì đây. Vậy vậy những gì tôi, tôi đang, đang xem thân là... của ngọn nến đó. Nó đóng bên trong hay trên mức thấp của ngọn nến này? Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng bạn đóng có 250 đô la. <laughs> 250 đô la, và sau đó bạn đã bạn vượt sẽ qua có một tài khoản mình tài trợ, và hôm nay bạn đang cố gắng giao dịch. Bạn sẽ đến rằng, tôi cần kiếm 200 đô la thành, tôi đã thổi nó, hoặc bây giờ là 1.000 đô la. Tôi phải kiếm 1.000 đô la, so với sắp đặt yên và đợi đến thứ hai, hoặc đôi khi vào tuần sau, nơi nó là một điều kiện thị trường tốt hơn. Nơi thật dễ dàng đó là thị trường, làm cho thực sự tốt, Giá đẹp. phù hợp chạy đến đó. Rõ ràng có thể thấy nơi nó đang vươn tới. <laughs> đó là những gì tôi đang cố gắng huấn luyện bạn nhìn thấy ấy bạn nữa. đã thấy tôi làm việc trong phạm vi và ngày rằng nó chỉ nơi tôi đang chỉ ra thị trường chạy nhanh như thế nào và nó đi bao xa và không một lần nữa đừng bối rối bởi những gì tôi đang để tìm. và nghĩ rằng, đó là những gì đã ngày xảy ra ngày hôm qua ngày nó qua, chỉ là một hướng như bạn bạn không thể bạn không thể điều hướng lên và xuống trong kiểu ngày đó nó chỉ tránh ra hoặc bạn có kiểu ngay này ở đây, nơi có có những biến động xảy ra, có những biến động xảy ra. Ừm tôi giống như tiết lộ chúng vào đầu phiên. Tôi thích giao dịch thấp hơn. Tôi muốn thấy điều đó. à hậu quả là khuyến khích về điều này ngay tại đây. Tôi có thể thấy nó giao dịch ở đây hôm nay. Tôi có thể không thấy nó hôm nay. Nó có thể tạo ra nó có thể mức thoái lui trên phạm vi hàng tuần chỉ hôm nay hoặc chúng ta có thể giao dịch xuống dưới mức 30% đó và giao dịch sâu hơn hoặc chỉ ở trong phạm vi nó đã được hình thành cho ngày hôm nay. Đó là điều cuối cùng tôi vừa nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó làm điều đó bởi vì cách nó đối xử. Vì thế, đã có lúc tôi nói về cách tôi không giao dịch vào thứ hai, tôi cố gắng đòi hỏi rất nhiều từ thị trường vào thứ hai với mục đích sử dụng nó vào thứ ba và phần còn lại của tuần cho cho các mục tiêu thiên vị định hướng um